Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Zenland TV. Thì trong tập ngày hôm nay, Hữu Quang và Trang Nguyễn sẽ dẫn quý vị khán giả đi khám phá một cái sản phẩm mà cũng rất là mới tại kênh Zenland. Đó chính là một sản phẩm biệt thự liền kề tại khu đô thị đáng sống bậc nhất của Hà Nội, đó chính là khu đô thị Vinhome Riverside. Căn hộ ngày hôm nay chúng ta tham quan là biệt thự liền kề 90 mét đất và nằm trên đường Nguyệt Quế của Vinhome Harmony. Và cái mặt tiền của nó là bao gồm là 6m. Và em thấy là ở đây là hoàn thiện 3 tầng 1 tum, là các nội thất là đầy đủ hết rồi. Các gia chủ bây giờ chỉ cần là nếu mà muốn sở hữu căn này thì cần là xách vali về ở thôi. Đó. Với cái diện tích một sàn ấy thì là căn này diện tích sàn là gần 60m. Thì anh thấy là thiết kế cũng rất là phù hợp. Đó. Gia chủ hiện nay thì là đang là những cái bác lớn tuổi một chút nên là cái phong cách cũng như là khá là cổ điển. Đó. Và đơn giản, đúng rồi, và đơn giản đấy, thì ở đây có một phòng khách này đã bao gồm đầy đủ hết hệ thống bàn nước, tủ kệ tivi này. Đó. Căn này có một ưu điểm anh thấy là gia chủ đã làm hết tất cả hệ thống trần, thì đó là điều hòa âm trần rồi. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với khu vực bếp. Đó. Ở đây thì cũng rất là rộng. Căn này thì là sẽ có hai bếp, một bếp phía trong này và một bếp phía ngoài đó. Đối với dòng sản phẩm biệt thự liền kề ở Riverside giai đoạn 2 Harmony này thì sẽ là có cái phần thoáng ở phía đằng sau nhà đó. Ở đây thì em thấy các bác là thiết kế thành bếp, bếp ướt ngoài trời thì khi nấu ăn ngoài này thì mùi nó sẽ bay ra ngoài, đúng không? Ngoài ra thì gia chủ mới về mình có thể thiết kế ở đây là một chiếc vườn nhỏ này, hoặc là bếp nướng BBQ này, đấy, hoặc là bể cá, rất là hợp lý. Ở đây thì phía trong này thì là sẽ có nhà vệ sinh này. Căn này thì đang là sử dụng cầu thang bộ. Các bác thì vẫn thích thể dục thể thao nên là toàn bộ là cầu thang bộ và có là 3 tầng rưỡi. Thì bây giờ anh em mình sẽ dẫn những khán giả ra lên xem khu vực tầng 2. Em thấy cầu thang này rất là chắc chắn rồi. Trên tầng 2 thì gia chủ đã lát toàn bộ sàn gỗ rồi. Đó, bên này, trên này đi thì có khu phòng ngủ. Phòng ngủ hai bên. Và nhà vệ sinh là sẽ nằm ở giữa này. Đó. Khu vực chúng ta sẽ khám phá đầu tiên là khu vực phòng ngủ phía mặt trước này. Đó. Căn này thì cô chú thiết kế cũng khá là basic thôi. Đó. Cơ bản không dườm già quá nhiều nó. Giường tủ này. Ở đây em thấy chú đã thiết kế là cái lưới chống muỗi. Đúng. Lưới chống muỗi ở đây. Vinhome Riverside thì cái khí hậu cực kỳ là tốt. Đó. Nên là mình hoàn toàn có thể là mở cửa hoặc là kéo cái rèm này vào thì ở trong nhà luôn có được cái không khí của tự nhiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem đến cái phòng ngủ tiếp theo. Căn này thì anh thấy là gia chủ bố trí thành 3 phòng ngủ. Đó. 3 phòng ngủ ở đây, phòng ngủ phía bên này thì cũng rất là cơ bản thôi. Đó. Và ở đây thì tất cả phòng ngủ sẽ là đều là có ánh sáng. Đó, ánh sáng vào trong nhà. Đó. Và đều trang bị cái hệ thống lưới chống côn trùng ở đây. Đó. Quý vị khán giả nào mà cũng đối với tham khảo thiết kế đó chính là tầng 2 thì hoàn toàn có thể thiết kế thành một cái phòng ngủ rộng hơn hoặc là khu vực phòng làm việc. Đó. Thì anh thấy cũng rất hợp lý. Đó. Đây là nhà vệ sinh. Vệ sinh. Vệ sinh thì bao gồm đầy đủ các thiết bị rồi và có cả cái vách vách đứng, vòi sen, bồn bệ đầy đủ và thiết kế các hệ tủ này để đồ rất là gọn gàng. Trên khu vực tầng 3 này thì gia chủ đã thiết kế một khu vực phòng ngủ bên cho khách đến chơi. Căn này thì gần như chỉ có hai cô chú ở thôi. Đó, còn khu vực phía bên tay phải thì mình đây đó chính là phòng thờ, đó, gian thờ. Đó. Em thấy cái phòng thờ này rất là trang nghiêm, tức là cô chú rất là chú trọng việc thờ cúng, cảm giác là trang nghiêm, đúng không ạ? Đúng là theo cái phong cách ngày xưa thì chú có thiết kế một cái sập ở đây, đó, cái sập rất là chắc chắn và rất là đẹp. Căn này có ưu điểm anh thấy là các cái phòng ngủ mặt này này đó, đều có cái ban công ở ngoài nó thì và cái tầm view rất là đẹp, nó sang dãy song lập ở phía bên trên đường kia. Và căn này là nhìn rất là thoáng, view song lập này thì mình có một cái khe thoáng rất lớn ở giữa hai căn đó. Khu vực tầng tum này thì cô chú đã thiết kế là làm kho để đồ và khu vực phơi phóng ở bên ngoài kia thì tất cả các đồ đạc linh tinh thì mình để đây hết và máy giặt này, đây máy giặt máy sấy là để đây. Khu vực phía trên này, tầng tum này thì ở đây gia chủ đã thiết kế toàn bộ máy kính này là khu vực phơi phóng đó. Như anh thấy là máy sấy máy giặt mình hoàn toàn thể di chuyển các khu vực ngoài này đó, hoặc là khu vực trong này thì mình hoàn toàn thể là để là thiết kế phòng thờ này, hoặc là mình có thể là một cái căn hộ gác mái cho các bé nhà mình đó, hoặc là một cái kho như hiện nay đang sử dụng làm kho. Gần như cô chú chỉ ở có hai người thôi,
rồi, là chỉ sử dụng một phòng ngủ thôi. Đúng rồi, anh thấy là chỉ sử dụng các tầng dưới thôi. Đó. Thì vừa rồi Zen MTV đã đưa quý vị khán giả chúng ta đi tham quan một căn biệt thự liền kề tại Vinhome Riverside. Căn biệt thự ngày hôm nay đang được gia chủ chuyển nhượng lại với giá vô cùng hợp lý. Nếu quý vị nào có nhu cầu sở hữu thì hãy liên hệ với số hotline của Zenland bên dưới màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong tập tiếp theo. Xin chào.